Cho con đàn 6 con. Sáu con của Lucky và Fay. Ok, để tóm từng thằng một quay. Đây là thằng được. Xoay cho nó cao. Yên, đứng ngồi yên đấy. Ngồi yên. À, đàn này thì 6 con là có một con được cơ. Nào con này. Lông tốt. Màu mảng tốt. Mặt rất là khôn đấy. Mặt đẹp. Nhìn nó không có khác biệt nhiều so với lại cái đàn kia vì nó cùng bố. Răng tốt. Nó gặm đất dính đầy ở trong miệng. Đực này là đực tốt. Hai cà. Rốt này thì nó sờ được cà sớm. Đây, được. Cái nào trong TV này? Nhìn ra nào. Cái nào đó. Đây là thằng được duy nhất ở trong 6 con. Rồi quay mấy con cái. Đây mà con cái quay 2 con 1 đi. Con ra đầu lớn tinh. Không đầu với linh tinh. Đây, hai cái. Cái thì mặt nó cũng giống nhau thôi. Đây. Răng tốt luôn. Đây. Răng trung bình. Tốt này. À, cái này là cái to nhất ở trong mấy con cái. Cái này con cái này thì bình thường. Màu mảng thì đều rất tốt. Nhìn mặt của chúng nó thì giống nhau. Đây là mặt nó đang dần thối ra đấy. Để thả nó tự do rồi tí nó là quay. Tí nữa giờ quay theo kiểu là gì. Cái này nó đang bẩn thối. Ok. Đây, cái tụ ra đây. Ui. Hai cái. Đàn này nó chỉ có một đực thôi. Hai thằng răng trung bình. Mảng rất cháy, màu rất cháy luôn. Đeo tai lên. Đeo tai về đằng sau thế thì làm sao mà nhìn được mặt ở của hai đứa à? Ta phải kéo về đằng trước. Rồi hai đứa ra chơi đi. Ồ. Ok, đội này thì cái vận động chân cẳng của chúng nó là đều tốt cả. Đang ra húi cỏ như một đàn ngỗng. Đây. Đây, được duy nhất ở trong đàn này. Đấy. Đang không cho chúng nó dứt cỏ, thành ra là cứ chủ ra là chúng nó lượn.
Nó đang muốn rứt cỏ mà chủ không cho rứt. Được duy nhất trong đàn đấy. Cái đội này thì nó đều rất là nhanh nhẹn, chó nó nhanh. Thôi rồi Ki không ồn, hôm nay cho Ki ra với chó con thì Ki chạy mất dép. Đây là được duy nhất đây. Vận động tốt. Đấy. Này nhanh quá. Ở đàn này thì có con một con cái rất là to con. À, to gần như, nó to như con đực. Đây, con đực đây. Bình thường là con cái đến tầm này nó sẽ bé hơn con đực một tí. Đàn này thì có một con cái to như con đực. Chạy đâu? Ra đây. Một cái. Một cái. Một cái. Cái giống bố này răng tốt, có hai con cái là to hơn những con còn lại. Có con này đẹp đấy. Đàn này thì màu mắt đều rất là tốt, màu mắt sẫm, màu mảng cũng tốt. Đứng đây nhá, để xem còn một cái đứa nữa to con. Mẹ nó thoát ra được nhanh lắm. Đây. Chuồn đang thì không muốn bị được ra ngoài chơi, đang không muốn bị kiểm soát. Chuồn nhanh ghê. Đây. Con cái còn lại đây. Con này là nó có một tí chấm trắng ở cổ. Là trong hai con cái to hơn những con cái còn lại. Răng cũng tốt. Màu mảng tốt. Cháy. Nó đang muốn ra ngoài chơi, không muốn bị kiểm soát. Nó mưa liên tục, lâu lắm mới được ra gần. Vì nó mưa phùn liên tục, không ra được. Chứ ở trong sân mà bế là nhau khoảng ngay đấy. Ok, giờ chơi với chúng nó đi. Ra. Giờ có muốn bế cũng không bế nữa. Cỏ non này đang ra rứt cỏ ăn. Rứt cái cỏ mà nếu mà cái cỏ mềm thì như cái cỏ này nó mềm này thì nó không sao này. Nhưng nếu mà cái cỏ xước này là tí là sẽ chớ ra hết. Nhưng cũng không vấn đề gì cả. Không ảnh hưởng sức khỏe. Cả đàn 4 con và đàn 6 con, cái chất lông của chúng nó đều là chất lông ngắn, tốt, màu mảng tốt. Vận động thì cũng rất là nhanh nhẹn, bộ khung thì khỏe, cân đối. Nó đang muốn chơi ở đây chỉ có cầm bát ăn thôi. Thì gọi thì sẽ vào, chứ còn nếu mà để bế vào thì phải từng con một thôi. Cái to đấy.
được đây. Đây này, cái to này. Cái to với đực này. Ba con còn lại là vẫn còn đang dứt quả nhiệt tình lắm. Con cái. Con cái chuồn nhanh này, đây là con chuồn nhanh. Chuồn rất nhanh. Đấy. Nhìn giống bố Loki. Ok, mọi người mà quan tâm đến đàn cún thì liên hệ qua số điện thoại 0981115000.